Xin chào mọi người nhé. Mình xin giới thiệu mọi người làm vải bên mình, làm vải một màu rất là đẹp. Nên ống rất là đẹp nha các bạn. Rất đẹp. Mình đang làm cho nhà chị Phương, quận Cẩm Lệ. Một sản nông chuột rất đẹp. Các bạn có nhu cầu làm rèm vải thì cứ điện thoại số điện thoại 0908202799 nha các bạn. Và đây mình xin giới thiệu bộ sản phẩm bên mình sản xuất nữa, rèm cầu vồng nha các bạn, rất đẹp. Rèm cầu vồng rất đẹp nha các bạn. Rất đẹp. Đây là rèm cầu vồng nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những sản phẩm của mình nhé. Các bạn có nhu cầu làm rèm vải thì cứ điện thoại cho mình 0908202799 nha các bạn. Xin chào các bạn nhé.